Đây. Thank you.
người mà chưa có ghế chúng ta chỉ để có được một ghế, đừng để hai ba ghế. Dạ, con xin cảm ơn. Con xin kính mời, con xin kính mời cha, mời quý vị, quý hội đồng phụ, phụ vào trong ngôi trường nhà.
là chị Hà. Nhưng mà nãy giờ anh tìm chị Hoàng mà chả thấy chị đâu hết. Hay là bây giờ các bạn tìm giúp anh nha. Bây giờ anh đếm 1, 2, 3, các bạn cùng đồng thanh hô: chị Hành ơi giúp anh nha. 1, 2, 3. Ủa, mà chị Hành đâu ta? Chắc là mình gọi nhỏ quá nên là chị Hành chưa có nghe rồi. Bây giờ mình gọi lại một lần nữa nha. 1, 2, 3.
cũng như là tạ ơn Chúa vì cái hậu ân mà Chúa đã ban cho chúng ta, đó là trời có mưa mà chúng ta được đi trước mẹ, rồi chúng ta được ăn uống, rồi giờ quay lại đây chúng ta được xem mọi người để chúng con đọc kinh. Vui xin Chúa sáng rồi à, đọc lớn lên nha. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Vui xin Chúa sáng rồi, cho chúng con được nét niềm phải không?
xin mời các bạn giỏi tay theo nhịp để em hát được hay hơn nha. Vậy thôi.
không phải, không phải, ông là thầy thổi, ông đang thổi bùa vào trong cái tên này đó. Ba kia chính là ông nhau bố tay. Thank you.
kẹp tiếp mắc tổ nữa rồi, mắc nữa rồi, kéo nó rồi, kéo mạnh lên, bé nào bé kéo của ông đi lắm, bé kéo đi, kéo rồi cái chân kìa, đó, một đứa thôi, rồi ông kéo mãi nó ra, rồi ông kéo đi con nhanh lên, kéo của ông đi, ông kéo đi, ừ. Rồi, chúng ta xuống đi. Rồi, chúng ta xuống đi.
cuội nè. Ủa sao tự nhiên đi chơi chung thu mà cuội buồn quá vậy? Tự nhiên cuội muốn xem cái gì đó xưa xưa và tuổi thơ quá. Xưa hả? Nghe cũng hay quá cuội. Thằng cuội muốn xem nữa. Mà bây giờ phải làm sao để xem được đây? Làm gì giờ ta? À, hay là mình làm một chuyến đi về thời mà có chuyện gặp câu chuyện của Tết đi.
Mẹ ơi, mẹ, mở cửa cho con. Mẹ ơi,
Nghe mẹ, đằng nào cũng chết. Cứ trốn